chỉ nhớ bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn hư. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Sao con tim tôi ra rơi, chúng ta những ngọt ngào cùng hòa chung lời hát. Đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh cho tôi yêu anh thêm từng ngày, yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Chỉ như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Sao em tình cô dễ rời, yêu em không nói nên lời. Theo tôi thấy, một mình thầy mà cai quản chính em như vậy, chắc chắn thầy sẽ lo không xuể. Cho nên, tôi tình nguyện phụ thầy để dạy cho các em. Ủa, vậy hồi nãy chú nói chú không biết nhảy mà. Thì tôi đâu biết nhảy đâu. Vậy sao làm được? Thì thầy dạy tụi nó học làm sao, tôi học theo vậy thì tôi học xong tôi chỉ lại tụi nó. Đi. Hiểu. Tạm biệt các em. Tạm biệt anh Tư. Tạm biệt. Một tuần chúng ta sẽ tập 3 buổi và thời gian còn lại thì các cô sẽ tự luyện tập. Trong quá trình luyện tập, mỗi người sẽ tìm ra một bài thi ấn tượng, không thôi sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Anh thầy ơi. Tại vì nếu mà có 3 buổi thôi thì đâu có đủ với tụi em mà tập vừa, hay là sao mình không tập thành 6 buổi đi. Một tuần mình tập 6 buổi đúng không mọi người nè? Thầy chứ tập ít quá à. Không được, trong hợp đồng chỉ có 3 buổi thôi. Và thời gian còn lại thì tôi phải đi chạy show nữa. Không làm mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu. Mời hai em, những người còn lại đuôi ra. Xin lỗi mọi người nha, mình được chọn rồi. Hồi nãy cái bụng của thầy đâu có cứng của tôi. Đúng rồi, đẹp vậy. Hai đi. Một, hai, ba, tám. Tao bắn vô mặt mày ơi mày. Đúng rồi quên, nhảy ghê quá. Nhưng mà giờ tôi hỏi thầy nè, bà nhảy đẹp không? Bà nhảy rất đẹp. Đó, rồi tiến bộ. Dạ cảm ơn thầy nha thầy, nhờ thầy mà tôi nhảy tiến bộ nhanh như vậy. Thầy, bữa nào đi vũ trường với tôi nha. Trời ơi. Tôi bao tiền vé tiền nước luôn. Nhanh nha thầy. Đi vũ trường với tôi, mình phải quẩy một bữa cho ra trò chứ đúng không? Hay quá má ơi. Bà
liền không mày? Gì vậy? Trong nhà em cửa mà làm như rừng rú hú hú hú. Dân thứ ba, nếu được tôi rất sẵn lòng. Vì bà nên nhớ thứ ba, năm, bảy là tôi thuộc về bà mà. Vậy nhớ nha, hẹn nha, 3, 5, 7 là đi vũ trường đi quẩy với tôi nha thầy, nha thầy. Nè, nè. Cái gì? Bà mua nó 3, 5, 7 luôn hả? À, mình có điều kiện mà, mình mua đất luôn đi chứ sao? Còn 24/6 chủ nhật, bà mua ai chưa? Chưa, để đi vũ trường coi dạo dạo coi có ai thích thì mua luôn. Bà mua luôn, mua làm sao? Tào lao, đi chỗ khác đi. Thôi, chào ba. Dạ. Chào cả nhà, tôi về. Dạ, dạ, chào thầy. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy. Từng này tuổi rồi. Ơn là con trai nghĩ là tướng hả? Vô duyên quá nha, bây giờ người ta đi vũ trường người ta phải tân tiến lên. Khùng điên gì đâu không. Ba sao đâu á, gì đâu mà chào mừng má tới với thế giới của tụi con. À. Này này, đó nghe nè, mày mốt đi quẩy với má nha. Dạ, bảo đảm má chị, tối nay má chị đẹp một chút, con dắt tới mấy chỗ đỉnh. Đỉnh luôn, má thể hiện được luôn á. Vậy hả? Trời, má thích á, bây giờ má thích nhảy á mày ơi. Thôi. Thích nhảy mà kiếm gì khác mà nhảy đi, mà chơi nhảy dây đi. Tàu lao quá ha. Còn mày nữa, mày nghĩ sao mà dắt má mày lên lên đỉnh gì? Đỉnh gì hả? Hả? Chứ lấy tiền đi bia cũng vậy, đi chơi đi rồi. Ừ, đúng rồi. Tôi đi vũ trường, tôi nhảy là một môn nghệ thuật. Đúng á. Giờ mình đi quẩy đi. Giờ giờ đi sớm á má. À đúng rồi, giờ, giờ đi sớm quá. Tối ra đi. Dạ. Đi, ơi trời ơi, má con mình tới đi quẩy. Lâu lâu mới vô vũ trường mà mới vô biết gì ta chứ trời. Từng ngày tối đi vũ trường, tàu lao. Ba. Dạ. Có ai kiếm mày á? Ủa sao mặt ba không vui vậy? Đâu vậy? Thường dễ tạo đâu vậy? Kiếm gì vô tới đây chứ vậy? Làm gì vậy? Ai vậy? Dạ. Ông nội. Dạ, ba má. Gậy mới, gậy mới. Quỷ. Dạ. Gậy mới, gậy cũ gì mày cũng từ từ. Tôi tướng, làm không nể mặt người lớn gì đây vậy? Thì má nó vậy, nó phải vậy thôi chứ sao? Ông im đi. Nói gì ba? Cái này bình thường mà. Không nói đâu, không đi á. Ba ông nội, ba ba má. Mày đâu mày? Dạ. Mày đi đâu? Đi chơi. Tối về trễ, khỏi khỏi mơ tuổi. Qua đi mà. Đi về trễ mà, ba nói gì? Dạ, ra ngoài đi. Không có. Nói kỳ quá. Không đi mà. Ba ba má. Em. Bye bye. Ê. Rồi đó ha, rồi ha. Rồi mốt có cháo cho bà bồng ha. Đâu có biết là nó bào dữ vậy. Mời em về chỗ. Tiếp theo bà bồng, cô yên tâm đi. Lần này tôi dạy cô nhảy chứ không có show cô nữa đâu. Chị ơi này, cố lên, mình lên bên cạnh. Cô phải cảm được nhạc, nghe được nhạc thì cô mới nhảy đúng nhịp được. Ok, đi nha, hai đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái gì vậy thầy? Không thầy, em xin lỗi thầy, thầy có sao không thầy? Sao? Nghề nghiệp quá mà. Em lui về chỗ đi. Ôi, bà có mở mắt mà. Có mở mắt đâu cảm. Các em thấy chưa? Đàn xin không đơn giản. Ơ, anh Tư. Chính xác, đàn xin không đơn giản. 1, 2, cha 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 2, 2, cha 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 3, 2, cha 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 4, 2, cha 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 2, 2, cha 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 1, 2, 2. Chú ơi, cái này bằng đá liệt á. Vô cái góc này là liệt nè. Liệt mỗi người ghê lắm á. Biết rồi 1, 2, cha cha. Trời, bà chủ ơi. Bà chủ. Bà chủ ngồi nghỉ đi. Nghỉ mệt đi. Thôi, nghỉ cái gì. Ê, nhìn coi. Dạ. Giờ này có thấy ốm không? Bữa giờ là tập liên tục phải không? Chứ sao? Sao thấy cũng vậy vậy? Mày vui duyên quá đi. Nè, bắt đầu từ hôm nay. Dạ. Cô đã quyết định rồi. Cô... một quyết định hết sức là gây cấn. Cô không nghĩ là mau vậy đâu. Vậy là cô chủ vô đủ đi vậy hả? Trời, Nguyễn Sư. Mày nhổ đuôi mày nói lại chưa? Mày nói xui không à? Đây này. Ơ, sao vậy thầy? Thầy ơi, thầy có sao không thầy?
không sao đâu. Các em yên tâm đi. Bây giờ xin mời thầy Minh Hiếu dạy nhảy cho các em. Ai sẽ là người nhảy đầu tiên với tôi? Anna. Lại đây, lắng nghe tình yêu này. Cứ đi bao âu lo thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây, khi có tiếng anh thấy mệt nhoài. Cho nhau bao nụ cười. Quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca tuyệt vời. Yêu nhau yêu nhau đi. Cùng hòa chung lời hát.